Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Estin For hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Rồi xong. Nè bây giờ em chọn từ đúng nghĩa, em điền vô chỗ trống cho cô. Ê, trả ở đây cho tôi. Không trả. Chừng nào em làm bài tập xong đi, cô sẽ trả cho em. Còn bây giờ cô sẽ tạm tịch thu. Trả đây, cô đừng để tôi nóng lên nha. Trả đây. Em nóng lên em làm gì cô? Hả? Em nóng lên em làm cái gì cô? Em giải bài tập đi, cô sẽ trả cho em, nghe rõ chưa? Cô đừng tưởng là tôi không dám làm gì cô nha. Em nghĩ là cô sợ em hả nè? Em đánh đi, em dám đánh không? Em dám đánh phụ nữ không? Nè em đánh đi, nè. Đánh đi nè. Giờ sao? Hả? Chơi một bàn nữa thôi nha. Xong rồi giải bài tập này nè. Biết khôn đi về rồi hả? Bye. Tôi đi vệ sinh. Nè, tôi nói cho bạn mình biết, bạn này có quá đáng như vậy chứ? Ủa, nãy giờ bạn ăn trỏng hả? Ở trong tủ, nhưng mà nhìn không có đủ. Cái gì mà nhìn không đủ? Bà điên đó thôi, có gì đâu, mày phải nhìn. Bạn mới điên á. Bạn vừa phải thôi, chỉ không có bị điên, biết chưa? Không có ai là hoàn hảo hết. Điên cũng người thích. Ê, bạn mới bị điên á. Tôi nói cho bạn biết, chỉ cần bạn đụng vô một cọng tóc của chị thôi, tôi cạo chùi tóc của bạn luôn đó. Đúng là mấy đồ điên chế nhau. Ủa, cô giáo con đâu rồi? Dạ cô đi vệ sinh rồi. Ăn bánh đi. Trời ơi. Chào cô, cho con miếng bánh nha. Con làm gì trống vậy? Dạ kệ con đi. Ê nè, cái thằng này đi ra ngoài. Con... chỗ chú lý tưởng của con. Ô chị. Ờ, cô giáo hả? Dạ. Ra đây chị nói chuyện với em một chút. Dạ. Chị không hiểu nổi, em dạy cho nó kiểu gì mà cứ để cho nó nằm chơi hoài vậy? Chị kêu em về đây là để dạy dỗ cho nó. Nếu như vậy hoài thì chuyện học hành của nó tính làm sao đây? Dạ, em xin lỗi chị. Chị biết, thằng Nguyên nhà chị nó cũng hơi quá quắt thiệt. Nhưng mà ngay từ đầu em nói với chị là em tự tin lắm mà. Dạ, lúc đầu là em tự tin lắm nhưng mà Nguyên nó hơn cái mức em tưởng tượng luôn á chị. Mẹ, đuổi cổ đi mẹ. Chỗ người lớn đang nói chuyện. Im. Chị thấy điểm tiếng Anh của nó khá hơn nên chị cũng đang rất là tin tưởng em. Không có đâu mẹ, tất cả không phải là nhà tổ đâu, nhà thầy Đức á. Con có muốn ăn đá không? Chị đã nói với em rồi. Ngay từ đầu á là chị đã nói là giáo viên nữ mà dạy kèm học sinh nam á thì thật ra rất là bất tiện. Đó, con đã nói mẹ từ đầu rồi, mẹ không chịu tin con. Bất tiện lắm. Bây giờ con có im cái miệng con lại không? Hay là con muốn ăn dép? Dạ. Mà thật ra chị thấy thằng Nguyên nhà chị có vẻ như nó không thích em lắm. Thôi đành vậy. Coi như em ráng dạy hết tháng này, tức là ngày mai rồi em nghỉ nha. Vậy sao đủ tiền trả nợ? Nợ gì? Dạ không có gì. Chị đã nói vậy rồi, em cũng không biết nói gì nữa. Thấy chưa, tôi đã nói là cô sẽ bị đuổi nợ vậy á. Ủa chị My. Chào em. Ủa chị. Hả? Em nghe nói hôm nay là ngày dạy cuối cùng của chị hả? Ủa em biết luôn à hả? Dạ em nghe Quang nói á. Đúng mà... là tiếng xấu đồn xa mà. Chắc chị buồn lắm ha. Ồ cũng không có buồn lắm. Chị chỉ hơi bất ngờ xíu xíu thôi à. Dạ. Ủa mà chị cũng nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng em làm ở đây rồi hả? Chị nghe chị qua nói vậy á. Hả? Bộ thiệt hả chị? Ờ. Bộ em làm sai cái gì hả? Ủa em không biết gì luôn á hả? Không, em đâu
đâu biết gì đâu. Em không có làm sai gì hết trơn á, tại chị giỡn. Chị giỡn kỳ quá à. Chị giỡn với em cho chị đỡ buồn mà không vui à? Không, làm em hết hồn. Chị cũng hết vui. Ôi, bữa nay là bữa học cuối cùng cho nên ra tới đây đón cô hả? Cô có bị điên không? Làm sao có chuyện đó được? Thôi đi vô học đi, hôm nay bữa cuối rồi. Rồi 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 rồi, vô học thì vô học. Cô nói cho em biết nha, cô dạy em mới có một tháng thôi đó mà cô cảm giác á, cái gương mặt của cô dạ hơn có chục tuổi luôn rồi đó. Ê, bữa nay là bữa học cuối cùng á, nghe lời cô một chút đi nha. Để coi cô làm sao. Hết giờ. Trời, không tin là em muốn tạm biệt cô sớm vậy luôn á. Còn rặt báo thức nữa chứ. Được rồi, tạm biệt thì tạm biệt thôi, cũng là bữa cuối rồi mà. Ừ. Gì vậy? Cảm ơn em, một tháng vừa qua đã hợp tác với cô. Nè, bắt tay chào tạm biệt đi. Trời ơi. Mặc dù là một tháng vừa rồi cô với em cũng gây ra rất là nhiều chuyện đáng nhớ, nhưng mà dù sao cũng vui mà đúng không? Nè, bắt tay tạm biệt. Ôi sợ lắm. Có này cho em nè. Nè, tặng em á. Cái gì vậy? Tặng em đó, coi đi. Quà chia tay đó, ngày hôm nay là ngày cuối rồi cho nên cô muốn tặng em. Không lè, thôi tôi không cần nữa. Dạ, cái gì vậy? Ôi. Coi đi, ngày cuối rồi cô muốn mua tặng em mà. Phiền phức quá đi. Vui quá hả? Cô tính mua chiếc bơm bỏ vô trong đó tặng cho em á, nhưng mà không có ai bán hết trơn á, cho nên mới mua cái móc điện thoại nè. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nha, mà nó có vỏ lắm đó. Người ta nói khi mà móc nó vô cái điện thoại đem theo bên mình là sẽ đậu đại học đó nha. Thiệt. Ba cái tàu lao này tôi không cần đâu. Cái thằng quỷ này, mà cô giáo tặng mà đối xử vậy hả? Gì vậy? Gắn vô chặt. Tôi đã nói là không thích rồi. Không được đâu, người ta nói cái móc khóa này nè là hay lắm luôn đó. Móc vô cái điện thoại nha, đậu đại học nha. Mặc dù á, cô biết á, là em học còn yếu dữ lắm, nhưng mà không sao hết trơn á. Tại vì ông bà nói là học tài thi phận, biết đâu được trình độ của em như vậy em hên á, em đậu vô một trường đại học danh tiếng thì sao, đúng không? À, dễ thương chưa. Cho nên bây giờ đã có cái móc khóa này rồi, cho nên là Trạng Nguyên ơi, không có cô nữa rồi, cho nên em phải cố lên nha. Chị. Gì vậy? Trời ơi. Cái gì? Sao em ở đây vậy? Chị ơi, chị đừng bỏ em đi nha chị. Chị là mặt trời trong tim em ha. Chị đừng bỏ em đi nha chị. Còn nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy hả? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chị mà bắt được em là chị không có tha cho em đâu, biết chưa? Chị ơi, em thích chị lắm trời, mặt mặt trời dữ vậy. Chị ơi, chị ơi, đừng thương tôi cứu em, chị ơi. Đúng là một lũ điên. Ba cái quỷ tinh rác. Em là Trạng Nguyên đúng không? Trời ơi, dễ thương quá à. Xin giới thiệu với em, cô là Diễm My. Từ đây về sau cô sẽ là giáo viên dạy kèm mới của em. Cô và em chúng ta phải cố gắng lên nha. Yeah. À nè, hóa từ giận như đó. Đương nhiên là rồi. Trả lời thử coi, kiếm sống tiếng Anh là gì? Tất cả là con tại em hết trơn á. Cái gì vậy? Không, nó không chịu. Làm nó đụng vô con
mắt đúng không? Em nói gì vậy? Giả bộ thì cũng phải giả bộ cho giống. Cô tưởng tôi là con nít hả? Tự nhiên móc ba cái này vô điện thoại làm gì trời? Sến. Eric ơi, ăn cơm đi nè. Sao vậy? Chê hả? Ngán rồi cái gì? Wow. Đi mua lẩu ăn nha. Sao chị dễ thương quá vậy ta? Nè. Ê, khi nào mới xong đây? Đi đi, thầy ở nhà đợi kìa. Đứng dòm dòm ngó gì không biết nữa. Từ từ rồi cháu cũng nhường mà bạn. Đây mình nhìn xíu thôi. Em nghe thầy. Em tới đâu Nguyên? Mua có chưa? Lâu quá à. Thầy đói thấy sợ luôn á. Đói quá ăn đỡ tô mì của em. Đỡ tè le thét lét à. Không ngon lành gì hết đó. Nhanh nghe. Tôi đợi nghe. Dạ, dạ dạ em về liền. Rồi đi. Cô lắm đúng không? Rồi còn nghe nói là em tìm khắp cái thế gian này cũng không có tìm được cô giáo nào mà dễ thương có tâm như cô hết đúng không? Thôi bớt chém gió đi, ai nói thích học với cô? Tất cả bị đặt giả bộ thì đặt giả bộ nữa. Cô đã nghe mẹ em nói hết trơn hết trọi rồi là em rất là nhớ cô đúng không? Thôi cũng xạo nữa, bố cố lạc đó. Rồi đó. Em làm ơn nhớ ông bà cho kỹ giùm con nghe chưa? Cái bài hôm nay quan trọng lắm đó. Hôm nay có học gì đâu mà nhớ. Còn ở đó mà giỡn nữa. Em sắp thi rồi đó nha. Quay về đó.